Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Intel cho ra mắt CPU Intel Core i3 10100 đã trở thành một cú hích vô cùng lớn trên thị trường dành cho các bộ PC giá rẻ để chơi game. Các bạn có thể biết được là mẫu CPU đấy có 4 nhân 8 luồng. Về mặt lý thuyết, nó hoàn toàn có thể sánh ngang được so với Intel Core i7 7700 thần thánh mà ngày xưa bán vô cùng chạy. Và bây giờ chúng ta đã có một mẫu CPU nó còn ngon hơn thế nữa, đó chính là Intel Core i3 10100F với mức giá cực kỳ rẻ, chỉ khoảng 2.300.000 đồng. Và cái mẫu CPU này khi so với Intel Core i3 10001 nó chỉ thiếu sót duy nhất, đó chính là nó không có GPU tích hợp. Thế nhưng cái mức giá rẻ hơn rất nhiều lần. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu một chút về cái mẫu CPU này. Nói qua một chút về phần thông số thì mẫu CPU này vẫn có 4 nhân 8 luồng, dung dịch cơ bản là 3.6 GHz và turbo boost tối đa có thể đạt được là 4.3 GHz. Và mình cũng đã có thử qua bài test Prime 95 thì cái mẫu CPU này hoàn toàn có thể đạt được xung nhịp 4.1 GHz trên toàn 4 nhân trong toàn thời gian mà không hề gặp bất kỳ một trở ngại nào cả. Và có một số lưu ý nhỏ dành cho các bạn như này thì các bạn có thể xem ở trên trang chủ của Intel ghi cái TDP của mẫu CPU này nó rơi khoảng độ 65W. Tuy nhiên khi mình test bằng Prime 95, tất nhiên là mình sẽ test nặng nhất mà hầu như các bạn sẽ chẳng bao giờ dùng đến, thì cái mẫu CPU này nó sẽ tiêu thụ tối đa rơi khoảng độ 80W. Và cái quạt tản nhiệt Intel tặng kèm, quạt tản nhiệt stock này thì chưa phải là quạt tản nhiệt kiểu được cải tiến, nó vẫn sử dụng nhôm thôi. Thế nhưng vẫn có thể tản nhiệt cho mẫu CPU này hoàn toàn ổn khi mà nhiệt độ cao nhất đạt được là khoảng 80 độ C. Còn khi sử dụng thông thường thì nhiệt độ CPU nó sẽ rơi khoảng từ 60 đến 70 độ C, hoàn toàn ổn để có thể sử dụng. Và nếu như bạn nào mà thích thì cũng có thể mua mẫu tản nhiệt rời. Nếu bạn thích một mẫu CPU nó phải cực kỳ mát mẻ, nhiệt độ khoảng 50 độ C thì ở đấy nhu cầu của mỗi người mỗi khác nhau thôi, lựa chọn là của bạn. Và việc thiếu sót cả đồ họa tích hợp nó không xảy ra bất kỳ một cái hiện tượng gì khi các bạn chơi game cả. Khi các bạn chơi game, đa số sẽ sử dụng card đồ họa rời thôi. Và card đồ họa tích hợp nó sẽ chỉ phù hợp với những bạn nào mà làm các bộ công cụ của Adobe bản quyền. Thì khi đấy có tính năng Intel Quick Sync thì nó mới có thể tận dụng được tốt cái gọi là card đồ họa tích hợp. Và tất nhiên các bạn sẽ nghĩ Intel Core i3 dễ bị nghẽn cổ chai khi kết hợp với những card đồ họa đắt tiền. Nhưng mà theo như mình thấy thì hoàn toàn không phải. Thì ở đây mình đã có cắm card đồ họa RTX 2060 rồi và không hề gặp bất kỳ một hiện tượng nào gây ra kiểu nghẽn cổ chai cả. Một chút nữa test thì các bạn sẽ nhìn thấy. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một combo nữa đi kèm với Intel Core i3 10100F có mức giá vô cùng hữu nghị. Đó chính là một mẫu bo mạch chủ tới từ thương hiệu của Acer. Và cụ thể mã mình đang có ở đây là Acer Prime H410MK. Như thường lệ thôi, cái mẫu bo mạch chủ này thì các bạn thấy từ thế hệ trước đến thế hệ này thì Acer cũng đã có cải tiến vô cùng nhiều trên hầu như mọi các thế hệ bo mạch chủ của họ. Và đây, phiên bản mình đang có ở đây chỉ là một phiên bản giá vô cùng rẻ, chỉ khoảng hơn 1 triệu, dưới 2 triệu đồng. Thế nhưng về các phần thiết kế, cái hệ thống tản nhiệt thì chắc chắn là không có trên mẫu giá rẻ rồi. Thế nhưng cái hệ thống tụ điện này hoàn toàn có thể sánh ngang được so với mẫu bo mạch chủ dòng B trước của Acer. Tức là bây giờ họ đã cải tiến rất nhiều cho cái mẫu bo mạch chủ giá rẻ. Thì tổng cộng chúng ta sẽ có 8 phê điện cấp điện cho cả CPU và GPU. 2GB RAM thì 2GB RAM này nâng cấp tối đa là 64GB và bus RAM cao nhất hỗ trợ là 2933. Mẫu CPU Intel Core i3 10100F này bus RAM hỗ trợ chỉ là 2666 thôi. Thế nên các bạn cần cân nhắc lựa chọn RAM sao cho nó phù hợp nhất. Cùng với đó thì ở bên dưới đây chúng ta sẽ có một khe X16 nữa. Khe X16 này sẽ không được bọc thép và hai khe X1 nữa để cắm thêm các thiết bị ngoại vi nếu cần thiết. Và mình sẽ nói sơ qua một chút về một số các cổng kết nối cũng như công nghệ trên cái mẫu bo mạch chủ này. Các bạn sẽ có tổng cộng là 4 cổng USB Type-A 2.0 và 2 cổng USB Type-A 3.0. Nó hoàn toàn phù hợp để sử dụng cho hầu hết các cái tác vụ của kiểu là cắm ổ cứng bên ngoài, các bạn có một bộ chuột, bàn phím, tai nghe hay là một số các ổ cứng gắn ngoài nữa. Theo như mình thấy nó tương đối phù hợp với nhu cầu cơ bản. Và một điều mình cực kỳ ngạc nhiên đó là cổng PS2 thần thánh vẫn xuất hiện đầy đủ cả 2 cổng luôn. Kiểu cắm bàn phím, chuột các bạn ngày xưa có thì bây giờ cắm vào vẫn hoạt động ok đấy. Và về cổng xuất hình, đương nhiên các bạn hoàn toàn có thể mua mẫu CPU Intel Core i3 khác hoặc là Intel Core i5 cắm vào mẫu main này, hoàn toàn có thể sử dụng ổn định. Và cái kiểu khe cái hai cổng xuất hình, chúng ta sẽ có một cổng VGA và cổng DVI nữa để có thể sử dụng. Và một số công nghệ khác thì nói chung là tương đối ổn định thôi. Các bạn sẽ có các cổng SATA, mẫu main này mẫu main rất rẻ của Acer, thế nên chúng ta sẽ không có kiểu khe SDMA2. Thì các bạn mua thì các bạn sử dụng ổ SD SATA 3 kiểu kích thước 2.5 thôi, mức giá của nó tương đối rẻ trên thị trường. Mình nhớ loanh quanh khoảng độ 600-700 nghìn một ổ SD tương đối bền rồi. Và có rất nhiều công nghệ nữa trên cái mẫu main này. Đây là một mẫu main giá tương đối rẻ, thế nhưng vẫn có một số công nghệ kiểu gaming audio
dành cho những kiểu chip âm thanh để các bạn chơi game nó hiệu quả hơn, và một số các cái kiểu ở đây GPU temperature sensor, các cái cảm biến nhiệt nữa, nói chung là rất nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần trải nghiệm game. Mặc dù đây chỉ là một cấu hình chơi game giá rẻ thôi, thế nhưng mình vẫn test trên một màn hình 2K để cho các bạn thấy bây giờ CPU Intel Core i3 10100F đi với mẫu card của bạn RTX 2060 nó có bị nghẹn cổ chai hay không nhé. Và vừa rồi là phần trải nghiệm hiệu năng, và các bạn có thể thấy được là hầu như tất cả các tựa game không hề có hiện tượng nghẽn cổ chai xảy ra, bởi vì một phần mình đã bật bus RAM lên rất cao rồi, lên bus 2666 và là bus cao nhất mà mẫu CPU này hỗ trợ khi lắp với bo mạch chủ dòng H này, và một cái nữa mình sử dual channel nữa nên bus RAM nó rất cao và không hề sẽ hiện tượng nghẽn cổ chai. Và nếu như các bạn quan tâm tới combo này, một bộ bo mạch chủ Acer Prime H410MK và CPU Intel Core i3 10100F thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.